Thưa quý vị, thành phố thông minh Smart City và Internet kết nối vạn vật Internet of Things sẽ là hai điểm nhấn nổi bật tại triển lãm quốc tế về sản phẩm dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam ICTCOM 2017 và triển lãm quốc tế về phát thanh truyền hình Broadcast Việt Nam 2017 khai mạc vào ngày 7 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi họp báo công bố sự kiện, ban tổ chức cho biết triển lãm quốc tế về sản phẩm dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam ICTCOM 2017 và triển lãm phát thanh truyền hình Broadcast Việt Nam 2017 sẽ có quy mô lớn hơn năm đầu tổ chức. Triển lãm thu hút hơn 350 gian hàng của 250 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thương hiệu hàng đầu VNPT Technology, Mobifone, FPT, VTC, TP-Link, Opticon, King Max Semiconductor. Triển lãm giới thiệu các sản phẩm dịch vụ như công nghệ phát sóng, vệ tinh truyền hình kỹ thuật số, HD, phát thanh, giải pháp phần mềm, tương tác truyền thông, công nghệ 4G, Big Data, các giải pháp hỗ trợ tổ chức kinh tế và chính phủ điện tử, các công nghệ và sản phẩm Internet of Things. Điểm nhấn của sự kiện lần này còn có các hội thảo chuyên đề thảo luận sâu hơn về giải pháp cho thành phố thông minh, các ứng dụng trên nền tảng Internet kết nối vạn vật IoT. Ứng dụng công nghệ thông tin cho thành phố thông minh, rồi ứng dụng vạn vật kết nối cho các cái lĩnh vực quản lý ngành, ví dụ như giao thông, nông nghiệp, môi trường, giáo dục đào tạo và quản lý xã hội, hành chính công, chính phủ điện tử. Đấy là những lĩnh vực rất là mới mà những người dân đều quan tâm, về chính phủ cũng như là các cái chuyên gia, các cái bộ ngành hoạch định chiến lược để ứng dụng vào Việt Nam, sớm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển. Đại diện ban tổ chức cũng cho biết triển lãm không chỉ là sân chơi công nghệ của các doanh nghiệp lớn mà còn có sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp startup trong lĩnh vực công nghệ. Ban tổ chức cũng tổ chức hội thảo kết nối các doanh nghiệp startup công nghệ với các quỹ đầu tư như quỹ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, quỹ doanh nghiệp khởi nghiệp v.v. Triển lãm diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC thành phố Hồ Chí Minh.